mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn các mẫu xe hiện đang có mặt tại cửa hàng ô tô chất địa chỉ đơn vị là 91 nguyễn tránh yên hòa cầu giấy hà nội anh chị các bạn đang có nhu cầu thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình em sẽ gửi thông tin chi tiết cụ thể cho anh chị các bạn thể tham khảo mở đầu đây thì em sẽ giới thiệu anh chị và các bạn một chiếc volkswagen pistol uh, Convertible sản xuất là 2009 Hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 650 triệu còn thương lượng và có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục cho anh chị và các bạn có nhu cầu. kế bên cạnh đây đó là một chiếc Kia Sorento đã đến tay khách hàng rồi. Nếu anh chị và các bạn đang có nhu cầu cần tìm mẫu Sorento thì có thể liên hệ theo xuyên thoại trên màn hình hoặc truy cập tại web hơi com để xem thông tin cụ thể. Và đây là một chiếc xe Peugeot 3008 sản xuất là 2021 form mới của năm 2022 hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 999 triệu còn thương lượng hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Thông tin về hình ảnh, thông số của chiếc xe thì các bác có thể liên hệ em hoặc truy cập tại web autosehoi.com. Kế bên cạnh đây thì em lại có một chiếc xe Hyundai Tucson giới thiệu cho anh chị và các bạn ngay lúc này. Một chiếc xe Hyundai Tucson siêu lướt sản xuất là 2010. Chiếc xe Hyundai Tucson này sản xuất là 2019 Form mới của năm 2020 anh chị nhé 1.6 turbo Giá hiện đang giao bán với mức giá là 799 triệu còn thương lượng Có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu thông tin về chiếc xe Hyundai Tucson này Và kế tiếp đây thì em sẽ có một chiếc xe Mini Cooper để gửi để cho anh chị và các bạn Một chiếc xe Mini Cooper với kiểu dáng độc lạ được rất nhiều bác yêu thích đó là chiếc uh, con chimmen sản xuất là 2014 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 890 triệu còn thương lượng có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu thông tin chi tiết hãy liên hệ em nhé em sẽ gửi cho anh chị và các bạn thông tin cụ thể và sang bên cạnh đây thì em có một chiếc Ford Explorer sản xuất là 2016 xe nhập Mỹ À, đăng ký tên tư nhân biển thành phố hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 1 tỷ 030 triệu còn thương lượng và có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển cho những các bạn có nhu cầu về một mẫu xe với trang bị phun đầy đủ tính năng công nghệ an toàn hệ thống cam trước sau cũng như là cảm biến trước sau hỗ trợ đủ chuồng ghép ngang đầy đủ những tiện nghi và tiếp tới một chiếc xe honda crv Phiên bản N cao cấp nhất sản xuất là 2018, nhập khẩu nguyên chiếc. Và tầm giá cho chiếc xe này chỉ loanh quanh khoảng 800 triệu là anh chị bạn có thể sở hữu rồi. Thông tin chi tiết cụ thể về mẫu xe thì các bác có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin cụ thể để anh chị và các bạn có thể tham khảo và cân đối tài chính của mình. Nếu anh chị và các bạn đang yêu thích một mẫu xe bán tải thì đơn vị hiện tại đang có chiếc xe bán tải để giới thiệu cho anh chị các bạn. và chiếc hiện tại đang có đây là một chiếc Ford Raptor phiên bản sản xuất là 2020 với mức giá của chiếc xe bây giờ hiện đang giao bán cho anh chị và các bạn chỉ với khoảng hơn 1 tỷ thôi là anh chị các bạn có thể sở hữu rồi thông tin chi tiết cụ thể hãy liên hệ em ngoài ra thì em còn một chiếc Ford Ranger phiên bản White sản xuất là 2019 hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 720 triệu còn thương lượng thông tin chi tiết cụ thể thì các bác có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình em sẽ gửi cho anh chị các bạn có thể tham khảo và cân đối. Sau trong cùng đây thì em có một chiếc xe Ford Focus sản xuất là 2016. Chiếc xe này hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn chỉ hơn 400 triệu là có thể sở hữu một chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, biển rất đẹp anh chị ạ. Với đầy đủ những tính năng công nghệ an toàn được trang bị ở trên mẫu xe trong phân khúc hạng C. Nhưng mà về cảm giác lái của chiếc xe thì cực kỳ tốt. Bên trong đây thì em có một chiếc Toyota một chiếc xe này thì đã bàn giao tới tay khách hàng rồi Chỉ đợi ngày khách hàng đến lấy xe thôi Chiếc xe này rất là độc lạ trên thị trường Và bên trong cùng đây thì em có một chiếc xe giới thiệu cho anh chị và các bạn ngay, lúc này đó là một chiếc Lexus LS 460N sản xuất là 2008 Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội Vẫn là biển 4 số Và chiếc xe hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn chỉ khoảng hơn 800 triệu là có thể sở hữu rồi. Thông tin chi tiết cụ thể về các mẫu xe trên đây thì anh chị các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những video tiếp theo.